Chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe điện Mạnh Phát. Rất là nhiều các bác cũng như là mọi người đang hỏi Mạnh Phát là xe điện ba bánh bây giờ thì loại nào mà loại dùng ổn định nhất, chất lượng nhất và tiện lợi nhất. Và rất là nhiều trên thị trường bây giờ nó có nhiều loại như vậy, thì làm sao mà để chọn được một loại chất lượng ổn định, thì Mạnh Phát sẽ hỗ trợ các bác vấn điều đó. Và Mạnh Phát ngày hôm nay mang ra sản phẩm xe điện ba bánh Mi Pro. Mạnh Phát khẳng định luôn với mọi người nhé, xe điện ba bánh Mi Pro là dòng xe điện ba bánh đa năng bao chỗ ngồi xịn nhất tại Việt Nam bây giờ. Đấy, với những cam kết như vậy thì mọi người cùng Mạnh Phát vào tìm hiểu mẫu xe này, lý do vì sao nó lại là mẫu xe điện ba bánh đa năng ba chỗ ngồi xịn nhất tại Việt Nam hiện tại nhé. Đầu tiên thì Mạnh Phát sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại gọi là xe điện ba bánh đa năng ba chỗ ngồi trước. Thì đây mọi người quan sát này, đây là một chỗ nhá, khi chúng ta chuyển trạng thái thì ra đây là một chỗ tiếp theo này. Đấy, mọi người thấy chưa, đây tiếp theo là một chỗ nữa nhá. Đây, như vậy là chúng ta đã có ba chỗ ngồi nhá. Đấy, xe có thể chở được hai người lớn một trẻ em, hoặc là một người lớn mà chở ba trẻ em, ngồi rất là rộng rãi nhé. Đây, Mạnh Phát sẽ thu lại ở trạng thái một ghế để mọi người được quan sát tổng thể chiếc xe hơn nhé. Chắc hẳn là khi mà các bác đang quan sát chiếc xe này, mọi người đã thấy điểm mới trên chiếc xe này rồi đúng không ạ? Đối với dòng xe điện ba bánh Mi Pro đời mới của Mạnh Phát thì tất cả chiếc xe sẽ được tặng kèm theo một cái thảm để chân nguyên bản từ nhà máy luôn, dập tên logo thương hiệu Mi Pro lên trên sản phẩm luôn. Đấy, rất là xịn nhé. Và cái này thì ở Việt Nam cũng chưa ai có. Đấy, có cái thảm để chân như này. Và đây là hàng zin từ nhà máy luôn nhá mọi người nhá. Đây, hàng zin từ nhà máy luôn. Đấy, rất là đẹp, để vào rất là sạch sẽ và rất là gọn gàng nhá. Thứ nhất là xe điện ba bánh Mi Pro của Mạnh Phát được trang bị bánh 300-10 chứ không phải là bánh 300-8 như nhiều đơn vị trên thị trường nhá. Mọi người phải hết sức cảnh giác. Khi mà chiếc ảnh thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là bánh to, đâu là bánh nhỏ và đâu là bánh cao cấp, đâu là bánh rẻ tiền. Đây mọi người quan sát này. Thứ nhất nhá, giảm sóc của xe được trang bị phản quang này, giảm sóc chắc chắn này, bền bỉ này, vành là vành nhôm đa chấu. Đấy, lốp và lốp từ nhà máy CST là lốp xịn nhất của xe điện bây giờ luôn. Đấy, cực kỳ bền, có tuổi thọ lên 5 năm luôn. Lốp rất là xịn. Đấy, xe thì sẽ được trang bị là hai phanh tay và một phanh chân, và đây là phanh chân của nó này. Đấy, hai phanh tay tích hợp ở hai bên như này. Đấy, mọi người quan sát nhé. Đấy, và xe đến từ nhà máy chính hãng. Đây, nhà máy chính hãng này. Đấy, có logo thương hiệu, có ảnh đại diện đầy đủ, và đây mọi người quan sát này, bên hông này. Đấy, có thông tin và rõ ràng luôn là xe điện ba bánh Mi Pro này. Đấy, động cơ 800W này, trọng lượng của xe 105 cân, chiều dài là 1m65, rộng 75cm, và thông số bánh của xe là 300-10 nhé, 48V, và đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam là Mạnh Phát Việt Nam nhé. Đây mọi người nhìn MPVN đây không ạ. Đấy, xe được phân phối chính hãng Việt Nam và có logo nhà máy chính xác, để mọi người đảm bảo là thứ nhất là sản phẩm chính hãng, thứ hai là sản phẩm cao cấp nhé. Đấy, và đối với động cơ 800W thì ở Việt Nam chỉ có Mạnh Phát có động cơ 800W này thôi. Nó mang lại cho khả năng vận hành êm mái hơn, khỏe hơn, và lên được mọi loại dốc. Bất kỳ một dốc nào mà xe máy lên được thì chiếc xe điện ba bánh Mi Pro đều lên được, do được trang bị động cơ 800W thế hệ mới này, cực kỳ cao cấp nhé. Và đối với những cái đồ phụ tùng trên xe thì cũng được trang bị những linh kiện chính hãng nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này, đây là chắn bùn của xe luôn. Không một đơn vị nào họ dám đứng lên cái chắn bùn như này và nhún nhảy như này cả. Bởi vì sao? Xe của họ được trang bị linh kiện rẻ tiền, đứng lên cái nó gãy ngay. Làm sao mà dám đứng cả người 70 cân đứng lên một chắn bùn và nhún nhảy được? Hay là cái cốp sau cũng chẳng đơn vị nào dám đứng lên như này để nhún nhảy. Bởi vì họ không làm được điều đó. Bởi vì họ là trang bị linh kiện rẻ tiền, đứng lên cái nó vỡ ngay. Làm sao mà được như Mạnh Phát được? Linh kiện là đồ cao cấp và hàng chính hãng. Còn đối với những đơn vị khác thì Mạnh Phát không dám nói. Đấy, đây là để phân biệt cho mọi người nhé. Mọi người cứ bảo mọi người đứng thử biết ngay đây. Đây, động cơ 800W này, mọi người nhìn này. Đấy, động cơ 800W này. Đấy, rất là xịn nhá. Đấy, bộ cầu visai cao cấp này. Đấy, động cơ 800W này, cực kỳ cao cấp và rất là to và chắc chắn nhá. Tiền nào của đấy, chứ không phải là thích nói gì là nói đâu ạ. Không phải thích bảo là 800 nó là ra 800 đâu ạ. Đây là hàng chính hãng và được phân phối độc quyền, do Mạnh Phát phân phối độc quyền tại Việt Nam để đảm bảo quyền lợi và cũng như là khả năng vận hành cho các bác. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà chúng ta đi xe ba bánh Mi Pro thì nó sẽ có những cái tính năng siêu an toàn. Thứ nhất là nút P này. Đấy. Ấn nút P này. Đấy, là một này. Cái thứ hai là nút cảnh báo xi nhan nguy hiểm này. Đấy, sáng một lúc cả bốn xi nhan luôn này. Đấy. Còi xi nhan và xe có số tiến số lùi nhá. Đây. Và động cơ xe đi rất là êm và chắc nhá, và đặc biệt là với cái động cơ thế hệ mới thì chúng ta đi xe nó sẽ được vận hành siêu mái. Mà cái này là thương hiệu của Mi Pro rồi. Nó là ga lên lúc đầu nó rất là êm và rất là mượt. Đấy, về sau nó sẽ rất là khỏe và tốc độ tối đa của nó vượt trội so với xe ba bánh thông thường trên thị trường nhá. Và xe sẽ có ba nấc tốc độ là 1, 2 và 3. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ thử cho mọi người xem này, những cái khu vỉa hè như này mà chúng ta cua lên, kênh một bánh lên như này này thì xe đi hoàn toàn bình thường nhá. Đấy, không lo lắng gì cả luôn, ngay cả chỗ vỉa hè cao như này. Đấy, không bao giờ lo là xe gặp vấn đề trục trặc gì nhá.
đây, hay là lên vỉa hè như này xe lên rất là đơn giản thôi. Đây, vỉa hè này rất là cao nhá. Đấy, xe lên nhẹ cái được thôi, bởi vì do xe được trang bị động cơ 800W, nó khỏe gần gấp đôi so với động cơ 500W cơ mà. Đây, vỉa hè này cực kỳ cao luôn, chứ không phải là đơn giản nhá mọi người nhá. Đây, đấy, xe lên rất là khỏe và dốc, hầm chung cư kể cả leo hai người chiếc xe lên rất là đơn giản luôn. Đấy, chứ không phải xuống người đâu, đối với cái dốc hầm chung cư luôn ạ. Và đây cái anh chúng ta sẽ quay gần cho mọi người xem này, cái thảm để chân được dập nổi logo thương hiệu Mibro lên, để chân rất là tiện và rất là chắc chắn nhá, giúp bảo vệ xe và sạch sẽ xe rất là nhiều. Đấy, đằng sau xe có một chiếc cốp, và đây cốp ở bên trong nhá mọi người, nhìn này Mạnh Phát đứng lên cũng không có vấn đề gì luôn. Đấy, độ chắc chắn của xe thì không phải bàn cãi rồi đúng không? Đấy, xi nhan sau được tích hợp trực tiếp lên hai bánh nhìn rất là sang. Và đây như Mạnh Phát đã nói, tự tin khẳng định luôn là sản phẩm xe điện ba bánh đa năng ba chỗ ngồi Mibro này là sản phẩm xe điện ba bánh chính hãng và cao cấp nhất trên thị trường hiện tại, và không một đơn vị nào có một chiếc xe điện ba bánh có thể so sánh được với sản phẩm xe ba bánh Mibro này nha mọi người nhá. Với quãng đường di chuyển của chiếc xe này lên đến 60 cây một lần sạc, tốc độ tối đa khoảng 33 đến 35 km một giờ. Đấy, cho khả năng vận hành êm ái, chạy cầu V-Side, số tiến số lùi đầy đủ và được bảo hành sản phẩm chính hãng tại Mạnh Phát lên đến 3 năm, khung sườn động cơ và ắc quy 18 tháng, hệ thống điện 12 tháng nhá. Và xe có sẵn tại Hà Nội, Sài Gòn. Đấy, mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở của Mạnh Phát để trải nghiệm và đi thử xe nhé. Tự tin khẳng định với mọi người là sản phẩm xe ba bánh chất lượng, về chế độ bảo hành dài nhất, chất lượng ổn định nhất, động cơ lớn nhất và đi khỏe nhất nha mọi người nhé. Đấy, mà xe có rất là nhiều màu. Đấy, đây là màu đỏ, màu xám này, có cả màu đỏ nữa. Đấy, thì mọi người có nhu cầu nhấc máy lên và alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111 hoặc là 0358 993 993. Khi chúng ta mua xe thì mọi người sẽ được tặng kèm mũ hiểm này. Đấy, sạc gương đầy đủ hết và được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Đấy, nhắc lại cho mọi người biết là được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, giá cả ổn định, chất lượng thì ngày một nâng tầm. Thì đó là phương châm của Mạnh Phát, ngày một hoàn thiện và cố gắng mang những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Để các bác có thắc mắc gì về xe ba bánh cứ mạnh dạn gọi hỏi Mạnh Phát, cho dù chúng ta mua sản phẩm của Mạnh Phát hay không thì mọi người cứ gọi điện hỏi, Mạnh Phát sẽ tư vấn cho mọi người để chọn được sản phẩm phù hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.